bật luôn. Nhưng ở trong hình này đang có số đó, cũng có số đấy mà. Nhưng mà ra đây mất số luôn. Mời vận động viên Quảng Trị AK vào thảm thi đấu. Không biết ra hết à? Còn mà... đông là được đông. Yep. Do vận động viên Quảng Trị ký kết cho nên là vận động viên Khánh Hòa được vào thi đấu trận chung kết. Yep. Cái con mà mưa này hẳn người ta đem đến nữa. Con này bèo mãi nữa. Con này đầu đúng không? Con bèo thì có trận đấu tiên 5 tỷ. À, bèo gì? À, 5-3. Mà con của đối diện à? Con bèo 15 mà đi đầu không con còn điệp con đó. Tên là con đội tuyển đi là con này đi Sài Gòn rồi đó, con này đi Sài Gòn rồi đó, men bố con mình học to trúng trường thua luôn lần đầu trúng về luôn ra bắt xe về luôn con đâu nó chỉ lót đi uống rượu không? Đại giờ kỳ giờ nào? 12 đội công an. Chung kết kata cá nhân nữ 15-17 sẽ chuyển sang thi đấu tại sân B. Nội dung thi đấu tiếp theo ở Sana Kumite cá nhân nam 50 kg trên 18. Sân B sau khi hai trận chung kết kata xong sẽ diễn ra nội dung 55 kg nam. Công an nhân dân mới có một tình mới được đưa lên thôi. Tình là lâu. Đã rồi. Hành động con không cầu nhưng không ai luôn, vẫn cứ luôn. Trận một diễn ra giữa hai vận động viên Phú Yên AA gặp Quảng Bình 2 AO.
là cùng chung dự. Huy chương bạc Hải Hòa, huy chương đồng Nghệ An và Thừa Thiên Huế.